Xin chào, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn 5 skill cực kỳ đơn giản nhưng mà tác dụng cực kỳ cao trong thực chiến. Cùng bắt đầu nhá. Động tác thứ nhất, step over. Đây là động tác mà hầu như anh em nào cũng học đầu tiên khi đá bóng. Mục đích của động tác này là làm cho đối phương nghĩ rằng mình sẽ dây bóng sang một hướng, trong khi thực tế mình lại đi theo hướng ngược lại. Để làm được động tác này thì cực kỳ đơn giản, đưa một chân vòng qua bóng, thường là chân không thuận. Khi chân này chạm đất thì nhanh chóng dùng má ngoài của chân còn lại chạm bóng và đi bóng theo hướng ngược lại. Một mẹo nho nhỏ để có thể lừa đối phương đó là hãy ngả vai theo hướng chân không thuận, tỏ vẻ muốn đi bóng theo hướng đó, đối phương sẽ tin sái cổ và không kịp trở chân khi bạn đi bóng theo hướng ngược lại. Tác thứ hai, step over turn. Khá giống với động tác trước, tuy nhiên bây giờ chúng ta chỉ sử dụng một chân vừa lừa và vừa đi bóng. Vòng một chân qua bóng từ ngoài vào trong và ngay khi chân chạm đất, dùng má ngoài đẩy bóng theo hướng ngược lại, tạo bất ngờ cho đối thủ. Mẹo để động tác này thành công là hãy vung chân như thể bạn sắp sút hoặc là truyền thật vậy. Đối thủ sẽ không thể kịp theo bạn đổi hướng đâu. Tin mình đi. Thứ 3, Curry Turn. Đây có thể coi là bản rút gọn của động tác trước. Thay vì vòng một chân qua bóng, chúng ta dừng hoặc đổi hướng bóng bằng má trong hoặc cầm giày. Lưu ý quan trọng vẫn là vung chân cho đối thủ thấy mình sắp sút hoặc là chuyền, trong khi thực tế mình dừng bóng và đổi hướng khiến họ không thể theo kịp. Động tác thứ 4, The Roll. Một động tác ưa thích của Messi. Mục đích của động tác này là đi bóng qua tầm với của đối thủ. Khi đối phương xông đến, hãy dùng gầm giày và kéo bóng theo hướng người ngả, kéo bóng theo hướng thẳng và cách người chúng ta càng gần càng tốt. Và cuối cùng, drag back. Đây là động tác thiên về chuyền bóng cho đồng đội hơn, có thể dùng khi đối thủ lao đến, bất ngờ kéo bóng về sau và dùng má gót trong kích bóng theo hướng vuông góc, chuyền bóng cho đồng đội, vừa tạo bất ngờ cho đối phương và vừa tạo cơ hội xông lên cho đội nhà. Ok, anh em thấy 5 skill vừa rồi như thế nào? Hãy bỏ ra một chút thời gian để luyện tập và mình đảm bảo rằng 5 skill này sẽ phát huy tác dụng cực kỳ hiệu quả trên sân. Nếu thấy video hay và bổ ích thì hãy bấm like và đăng ký kênh. Và có bất cứ thắc mắc gì về những dòng giày hay là skill, hãy comment bên dưới, bọn mình sẽ trả lời hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.